Rồi chào cả nhà nhé. Chiều nay đặt chút lương các bạn ơi. Nay đặt cái sau giường mình có 2-3 ống à. Còn nhiêu mình đặt cái giường tuốt đằng kia kìa. Giường nào giờ chưa đặt lần nào luôn á. Chỉ có 2 năm trước á thì lúc đó mình chưa có làm YouTube á. Mình có đặt một lần. Lúc đó mình với bà mình đặt trúng ghê hồn luôn. Lâu rồi không đặt lại cái giường đó không biết làm sao nữa. Nãy đi đụng đồng nghiệp. Gặp đồng nghiệp cũng đang dắt chúm đặt mà cũng chạm như cũng quen biết mà cũng gần nhau à nên không sao đặt đại mấy cái nước nó lên này, đặt mấy cái bãi bồi ngon lắm cái này được không ta càng biết rồi càng đặt được cũng chúm là ngon à tối mấy con lươn nó theo con nước đó, nó lên sát bờ vậy đó nó ăn mấy con trùng đồ này nọ cái này không ngon không lại đây chỗ này mưa quá trời mưa bởi vì nước quá trời nước thấy chỗ này ngon nè thử đặt chỗ này ha chỗ này bãi bồi được chỗ mình thì nói chung đặt lươn thì nó ít bạn nó không được giống như mấy cái chỗ khác nhưng được cái là lươn bự bự không à đặt con nào là xứng đáng đó đó cứ đặt lựa đó chỗ này ngon vuốt phát này đi tài một phải khó làm còn nó vô miếng nước thì nói chung cách đặt lươn thì mỗi người mỗi cách mà nói chung đặt lươn này thì mình đặt từ lúc nhỏ rồi nhỏ mình đặt lươn rồi xúc ngô lươn nữa rồi lúc đó chỗ mình ruộng nhiều dữ lắm rồi lâu ngày rồi không đặt rồi sau này mới đặt lại mỗi người mỗi cách đặt cũng tùy chỗ nữa nhưng chỗ mình mương thì nói chung bãi bồi thì hơi ít kiểu mương mà mương bơi vực không á phải đặt cũng hơi khó một chút còn mấy chỗ nào mương mà hơi cạn cạn bãi bồi mình đặt dễ hơn mình đặt mấy chỗ mấy bãi bồi là ngon lành lương tối nó theo con nước nó lên sát bờ nó quất là lụm khi mình đặt chấm lương á mình cho nước nó vô xíu mình cắm cây xuống mình nhổng cái đít á bạn cho cái hơi nó chèn ra chút xíu thôi vậy là mấy con lương nó đánh mùi nó tới à ấm ba la xì bùa ấm ba la xì bùa mai quất mấy con lương khủng chà bá nha cũng chọc chọc mới lấy hên chứ đủ lại trời còn đang chuyển mưa quá trời chuyển mưa rồi hồi chưa quất cơn mưa tầm tã luôn đó tối mịt mù không hẹn các bạn vào sáng mai nha sáng mai mà cần dở chúng review lên mà nó gọi là nặng ịch ha là quá đã liền á chào tất cả các bạn nha sáng nay ra thăm mà nó nặng ịch ha dở lên phịch phịch vô mánh liền đây sau đây mở hàng suôn sẻ nói gì sáng sớm dậy sớm như ta chỉ có xẹt lên chỗ này thấy cũng ngon lành lý tưởng lắm mở hàng cái đầu tiên suôn sẻ cái coi quất con cái thấy là ấm ấm liền nặng ịch thằng này sao nhẹ hiệu trời đây có hàng hay là ốc này có thử à từ thôi à, có trời ơi cái đầu tiên có hàng rồi vô ảnh hôm giữa đêm này quất cơn mưa tầm tã luôn nước nhiều lên đó bạn lương đi ăn mạnh lắm review chẳng cái đầu tiên của hàng là thấy xung khía lên liền đúng quá đã rồi đó thấy chưa cái đầu dài rồi thấy được rồi đó thấy ngon lành rồi đó
chặn cái đầu tiên của hàng là thấy sung liền, đừng nói ăn đầu bánh trâu là thấy quế lắm à. Đây đi, hồi gom sao mình đặt sau giường mình có ba áo mà, còn như mình đặt thuốc ngoài kia à. Hôm qua gặp đồng nghiệp, mong là đồng nghiệp đó đừng phải lãnh thổ của ổng nha, lãnh thổ của ổng là mình mệt liền á. Lương này nói chung là người ta đặt trước mình khoảng tuần lễ bạn, là mình đặt lại khó lắm, ít chứ lắm, đặt trước đó 1 tháng rồi còn quạt mai cái vất vát. Nhưng qua đang lũ đi gặp ổng, ổng ôm nguyên bó ổng lũ theo mình đó. Trời ơi, tưởng ra gì nhà ổng gần đó đó. Đừng nói ăn đầu bán trâu là quế lắm nha. Mở cái hàng mấy cái đầu tiên á, thường có hàng thấy mừng lắm, nhưng cái gặp cái trường hợp mà ăn đầu bán trâu thì thường lắm. Đầu ta vừa qua đặt đâu đây mà ở đây nè. Ồ, cái gì các bạn, nghe nó táp ghê không? Kìa đó. Rõ ràng không? Chắc các bạn rồng chết với mình. Thường mấy con cá mà nó táp tào lao của nó là dễ các bạn rồng lắm. Tại mấy con cá khác lại ăn con nó táp á. Nó bảo đảm là có đồng rồng. Tại tầm gài mùa mưa mà cái lóc nó đẻ dữ lắm. Cái thứ hai sao đây nghe phèo à. Ồ chất quốc, chỗ này lý tưởng gì không có ta, ăn sống nhăn. Rớt xuống phịch á, cái đó mới quá đã được. Ủa, cái này Trung Quốc có. Quốc chỉ đâu có chứ, thằng ốc nó rớt xuống. Ốc là mình để nguyên con á, mình đập ra không à. Mấy khi nó rớt xuống thấy nặng lắm. Làm ăn gì đâu không được. Đây, qua đặt ống này xíu quên ha. Cái dừa á. Mấy dừa này uống ngay à. Cái xanh đặt kẹo lên đó nữa. Mưa này vậy không có kỵ đó. Hôm quốc cơn mưa tầm tã nước dữ lắm, rồi luôn đi ăn mạnh luôn. Chỗ này chắc như đại ca hôm bữa khu vực này của ổng ổng đặt hết hay sao rồi. Ngồi chất quốc luôn. Buồn 5 phút. Ăn không nhăn. Đây bưởi quá trời bưởi à. Vườn này cách nhà mình đâu chắc khoảng chục căn. Đây dính lương là lương nái rồi, lương mạnh rồi. Tại vườn kiểu vườn lâu năm. Dính kiểu lương lựa, dính con nào xứng đáng đó. Sóc lại tinh thần coi. Tinh thần đang xuống.
ăn ếch coi. Rồi sáng nước cả nghịu trơn. Rồi, không xong đại dương ơi. Nghe hiệu luôn. Quá căng thẳng, quá căng thẳng. Đừng nói nào giờ mình đặt chấm lương là chưa giờ mà không ra clip được nha. Đừng nói lần này không ra được clip cừ lộn gục cho coi nè. Cười trong sự đau khổ. Trời, đi cái đường bá đạo thế. Không có đường với quán luôn. Đường bên kia trong lỏng không đi. Này. Này mấy cỏ bắt đụng vô nó là kéo ra cái nguyên đường không máu không. Cỏ này nó ngứa dữ dằn lắm, nó ghét. Ê, nặng ịch, nặng ịch, nặng ịch. Ủa, vô vô cái này vô. Đó. Ôi. Quá. Bạn con hai con ta. Chẳng gì quý luôn bạn con luôn. Ủa. Vô 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 ơi. Nặng lắm, nặng lắm. Nó rớt xuống theo kiểu hình như hai con phải. Ít ra phải như vậy nè. Vậy mới được chứ đi thăm cũng dở lên cũng nghe phịch phịch gì hết. Sao đây, sao đây. Ôi, như chết gì chạy. Trời ơi. Đau lòng thiệt. Ừ, hai con thấy không? Con sống, con chết. Bởi vì hai con lắm mà. Ừ. Cái con này vô bị ngược đầu ấy, nó chết nữa. Chứ mình đặt nước nó đâu có phải là ngập vô ống đâu mà nó chết. Này do con lươn này nó vô ngược đầu. Hai ẻm. Ở dở lên nghi lắm hay con lắm. Không lấy lại tinh thần rồi thấy chưa. Ây. Ây, nói rồi cái mương này lên. Nếu không có lương thôi, lương là lương bự không. Chỗ mình nói chung lương nó ít. Nhưng được cá là lương nào nó lấy bự bự. Kiểu vườn người ta lên clip lâu năm. Mương lâu năm không. Mấy lương nó trọng. Chứ mình đặt ruộng thì nói chung là lương nó nhiều lắm. Mình đều lương nhỏ. Lương cái ruộng thì nó đâu được bự không. Đây có nữa, có nữa, có nữa. Trời ơi, trời, 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 trời. Trời, 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 trời. Vô, vô. Đó. Như hai con nữa. Còn, cái này còn. Cái này còn. Bự lắm. Hồi nhà đổ cho các bạn coi. Nó vô ha. Hai ấu quốc, hai con liên tiếp luôn rồi. Vậy. Này đường cống gì ta. Ồ đường cục cống. Bữa nào đem gặp đây gại trời. Kìa. Chết với tao, chết với tao. Nào đem gặp lại gại. Vườn này nói chung là do nhà của cái chủ vườn cũng ở hơi xa. Bởi vì không có săn sóc. Nó nhìn cái vườn bạn thấy nhãn là bưởi gì đâu. Cỏ mọc tùm lum hết trơn. Đây. Cá nhớ qua đâu đây mà. Đây 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 xíu đi qua. Mương này cạn dữ nha. Mương kia không cạn hung, mương này cạn quá trời cạn. Khó diện đây. Con lươn đừng nói con cua. Rồi giờ ta thấy nhà hiệu không ổn rồi. Rồi cái này chất quốc. Cái mương này cầm câu cũng ngon lắm luôn.
Mày lại ở chỗ mình giờ ta chích điện dữ lắm. Thấy ngon ngon chứ không biết trước. Người ta chích điện lén dữ dằn lắm mọi người. Mương này chúng qua đi đặt cái té là cắm đầu xuống ao luôn. Do bờ vực. Đứng sao biết nữa. Rớt này cái đụng. Chúng mình trong mương do cái địa hình họ làm mương, họ vét mương lúc đó. Họ thường múc đất lên họ đắp mấy cái mô nhãn. Bởi vì mương nó cái bờ vực dữ lắm. Mình đặt cái mương mình kiếm được mấy bãi bồi thì rất là ngon. Ý da. Dụm đây. Phật 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 phật. Trời nhà hiệu tội. Ôi chút quất. Quất chất quất. Cua nghe rột 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 rớt xuống. Này cái gì ta? Không chiếc đây trời. Gà rễ nè. Cái gì thấy lạ mình không gành luôn á. Chiếc hai bó. Không hiểu luôn, không biết cây gì luôn. Thôi bỏ qua cái để đó đi. Cái đó hơi khó. Đối với mình với cây kiển này nọ bông được thì hơi khó, làm khó mình lắm. Mình không gành không cái đó. Chỗ này chắc như đại ca đặt chúm hôm qua là chúm đầu giấu lội ra bên đó lội qua vừa qua gặp phía bên đó đó nhát nguyên bó chúm mình thấy ấn lạnh đại ca đó là cái sát bên đây nè cái nhà nó đó, đó qua cái dừa đó có cái nhà. Ông ăn nằm ngủ về đây, ông đặt hàng ngày hay sao trời. Qua cái chấm đây ta, đây. Nhưng qua gãy cái cây luôn, nó ghê kìa, cái chết cây móc á, nó bị gãy luôn. Nó sậy vô. Biết cây nhãn ghim đỡ. Ê có ù con này cũng trọng đỏ dở lên mình nghe phịch phịch gì nè đỏ ghi quýu ghi quýu con này cũng được rồi nha quay ra mày ra chíp đỏ cái đầu trời giờ nè bạn coi nè. Ủa phỏng mày ê xíu sảy luôn rồi trời ơi nó bò xíu xuống mương bạn bỏ tặc gì quýu ê vẫn chơi hoài mày vô người ta ơi. Trời ơi luôn. Vô. Vô mày. Ừ, chú vô. Trời nó khôn biết mình nó không chui vô luôn mà, để cái ống trước mặt nó vậy nó không vui đâu. Đó, vô mày. Sao mà thoát tay được cưng. Trời xíu nó bỏ cái mương luôn rồi. Ở đây cỏ không à, nó chui phía dưới à. Bởi không thấy nó cứ thấy là cỏ dung nhất chụp chụp bạn công mình quặn á nó quặn xuống dưới đó đó đây cỏ rồi nó chui ở phía dưới á xíu sảy lường ở đây còn mấy cái lờ nè mấy cái lờ quyền thoại của mình
Mấy cái bèo nè, trời nó ngứa ghê hồn lắm mà. Các bạn nào mà da bị cảm ứng này nọ hả, mút phát là gãi tối ngày luôn á, đổ ngầu á. Hy vọng vớt vát mấy cái lờ này coi. Đâu ta? Đây đây. Mấy cái lợp của mình là nó tới tuổi hết rồi. Bọc bọc từ lưa hết trơn, cái gì thùng quắn. Đến giờ cũng 4 năm rồi. Bởi vì nó mục hết cái che. Sao đây, sao đây. Khó gì không ta? Cái này có lương bự thì khó biết chút, nhưng mà lương nhỏ thì dễ biết thôi. Dở lên rồ rồ liền à. Cái gì không? Ui, chất quớt. Giờ bọc nó thấm vô mấy cái bọc này nè. Nước á. Bởi vì năng ịch nè. Tưởng đâu dính lương. Ăn ngờ chất quớt. Qua nhớ đâu đây có đặng cái nữa mà ta. Đây. Trời ơi, nặng dữ. Trời ơi, ghim. Nghe không? Rồi luôn, chất quớt luôn. Ừ, sông nhàn. Không ổn rồi, không xong rồi đại dương ơi. Hai cái sông nhàn trời. Chất quớt nữa. Không được rồi, không được rồi. Chỗ mình giờ người ta đặt trúng quá trời mà. Mấy lương đồng giờ bán trọng trọng bự đó mà. À, 200 mấy chục ngàn á, ở dưới quê nha. Chỗ mình á, ở Sài Gòn giá cao nữa. Bởi vì ai cũng đi đặt hết. Kiếm con sao khó khăn với người ta. Rồi luôn. Ui, hôm chắc con chuột cắn nè, con coi nè. Đau lòng chứ. Đặt mấy cái mương này quả với cái mương cạn. Chuột nó cắn khóa banh hết trơn. Ừ, cắn này lương là có. Ui. Đúng đau lòng chứ. Chỗ mình chuột dữ lắm. Chuột cơm á, nó ăn nhãn ăn ổi rồi nè. Thiệt tình. Cái xử cái lợp của mình. Nhìn cái lợp quá đau lòng mà. Ủa cái này đây nữa nè. Ủa nó cắn ngự trơn, bởi vì không có lương cũng đúng rồi. Trời ơi trời. Nào quên đem gặp ra tao gài mới quay hết. Ngoài dám khóa lọc của tao. Giật giác kiếm con thấy khó khăn quá. Quá khó khăn. Quá đặt năm này. Ê. Bạn con cái coi sao đây. Ờ, có hàng phải không trời. Ờ, có con cũng trọng này các bạn hơi khó thấy đó. Đó nè, cái phanh ở trên này thấy không đó. Đó sao khó thấy vậy ta, tối quá hay khó thấy. Con cũng được bạn, đó cái phanh lúa đầu ra nè. Đó đó đó. Một ẻm. Ít ra cũng phải được như vậy, nó cũng phải vớt vát vậy chứ. Chứ đâu sông nhăn dở cái nào cũng chất quất được. Qua đặt 5 cái. Như gần đây 1 cái. Còn cái này cái nữa hết. Hai cái này kiếm còn nữa thôi. Ý. Rồi chất quớt rồi. Dở lên nha hiu. Ủa sống nhăn rồi thì coi. Hy vọng vào cái này hốt hủ chót. Cái cúng cùi nha. Hủ chót, hủ chót.
Sao nhẹ vậy trời? Ồ, đừng còn nữa. Đừng còn. Mày trắng bóc, hơi đen đen chút. Con này bạn con mới dính rồi. Đó. Đừng con gì sao nặng dữ trời. Chắc một con quá, do mấy cái tre này nè. Để qua đêm mới nước thấm vô nặng lắm. Giờ là gom vô thôi. Này chạy được 6 ống mà. Đổ cái lọc ra trước. Cái tem. Ốc không. Một ẻm. Vô. Đó, hai ẻm. Hai con này cũng trọng trọng rồi chứ cũng được bự hơn. Hôm nay đụng chạm với đồng nghiệp quá trời luôn à. Ủa, lúc mình đi về mà gặp thêm đồng nghiệp nữa, cũng đang đi thăm chúm lương, đang cứu. Trời, bữa nay cái ngày gì quá trời đồng nghiệp. Ở đây có món gỗ khu làm à. Hồi vô thèm tự nhiên thèm canh chua quá, chắc nghiên hồi kêu khu nấu một tô canh chua. Ồ, bành kỳ. Canh chua lương mình nấu ăn là thôi khỏi chê đó. Lâu lâu ăn ngon lắm bạn. Gặp cua lương kiểu lương đồng này nữa thôi đúng sách luôn. Bây giờ mấy bạn ra chợ mua đa số là lương nuôi nhiều, lương đồng ít. Mà lương đồng là mấy bạn mua con nào nấy bạn thấy bạn đầu đũa một chút xíu à. Tại lương đồng đó người ta đặt mấy chỗ ruộng nhiều á nên lương nó nhỏ. Cái này cũng trọng nè. Ủa đã không vô cái con này như nãy con chết nè, phải cái ống này nè, con chết con sống. Đó, bành kim. Ừ, lương các bạn coi. Kinh khủng. Thấy không? Nhìn lương thấy mê chứ. Nhận nín. Vô mày. Con sống ở đâu? Ủa, hai ẻm. Chung ở quê mình nói chung mình chịu khó chút xíu vậy đó bạn, là có đồ để ăn cơm liền à, rau gác có sẵn, lương cá thì mình chịu khó thì đặt chút xíu, đi giăng lưới hay gì đó, tắt mưa chút xíu là có. Chung cá động giờ thì nó không nhiều thiệt, cũng như lương rồi nè, mình chịu khó mình kiếm vài con là món ăn thì vô tư. Tính ra được mấy con ta? 2. Nuôi bự không ha. Con nào nó xứng đáng con đó. Nó tùm lum hết trơn. Hình như là 2, 4, 6. Vậy 7 con. Con chúm 2 con á. Tính ra được 7 con luôn bự không? Nhìn mê không? Hàng hiếm đó. Không phải hiếm gì. Nhưng ý nó mới kiếm mấy con bự bự mà. Là hơi khó. Bây giờ nói chung là lương đồng thì cũng còn, mấy cái đồng ruộng lớn còn, mà đều lương nhỏ nhỏ không. Chúng mình hên cái là được, mấy cái vườn nào giờ lâu năm đó, bây giờ lương nó bự. Mà dính ít, mà tỷ lệ ít thắng nhiều á. Dính con nào xứng đáng đó. Này họ kêu thu làm nấu tô canh chua, bắt một con hai con nấu canh chua. Lương nhận nín. Đây là lương mình đặt chấm lương hồi sáng nè bạn. Dạ. Bây giờ thu nấu canh chua. Chuẩn bị ăn cơm chưa rồi? Chua.
này có khóm. Nó bên tôi em hay xào khóm nó thơm. Khóm nó xào trước rồi cho nó thơm. Nấu hai con là vừa ăn rồi. Tô canh chua là đủ bữa ăn. Ở dưới quê được cái vậy ha, chịu khó bỏ một chút thời gian ra ăn bắt có món ăn liền. Dao gác thì cũng ở sau giường. Cái thời buổi giờ kinh tế thị trường mà cái gì cũng đi chợ mua là đuối thiệt chứ không phải giỡn đâu. Nói chung ở dưới quê thì thu nhập nó không được như ở thành thị mà. Nên tiết kiệm đồng nào hay đồng đó. Nhìn hấp dẫn ha. Khoanh lại luôn. Như mình nấu canh chua hay là lá cách thôi thôi. Nhức găng chứ không phải giỡn đâu. Lương này hồi mình để sao? Để lên mặt, để em nó giả. Đi về nóng nóng nóng. Trời ơi. Thảo lao. Gà này là mau chín cả nhà. Như muốn bạc hà. Mình để vô mình xào sơ là thấy nhắc xuống ăn rồi đó, mau chín lắm. Dạ. Có gì đâu kỳ. Có gì của người miền Tây thì đa số là lạt lạt ngọt ngọt. Ngoài miền Trung miền Bắc thì thích mặn đậm đà hơn. Đó, dùng cái chiêu hồng hà nhi á, phèo phèo. Từ ngày dịch Covid-19 hoành hành lắm á. Rồi sao? Sao 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 sao? Con không biết bà nói gì. Tỏi phi cho nó thơm. Nhìn hấp dẫn à. Quá hấp dẫn. Trời ơi, bụng kêu. Bụng kêu luôn trời. Trời ơi, đó bụng lắm rồi đó. Thì các bạn bụng kêu ót ép ọt ẹt. Bụng mình. Tính kế mà nghe bụng anh hai kêu luôn á. Trời ơi, nó bụng lông rồi. 12 giờ mấy rồi. Vậy là xong. Tô canh chua. Dọn lên ăn thôi. Mình cũng xin kết thúc clip đây. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha.